Trong phiên tòa giám đốc thẩm vụ tử tù Hồ Duy Hải, 35 tuổi, kêu oan vào ngày 7 tháng 5, Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiếp tục chất vấn điều tra viên để làm rõ những sai sót liên quan đến các vật chứng như dao, thớt, đống tro thu được. Đáng chú ý là nguồn gốc những vật chứng trong hồ sơ vụ án là được mua thêm bổ sung vào. Bên cạnh đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng cho rằng kháng nghị đã chỉ ra nhiều sai sót tố tụng nghiêm trọng của vụ án, chứ không khẳng định Hồ Duy Hải bị oan. Theo kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, cáo trạng xác định khoảng 20 giờ 30 ngày 13 tháng 1 năm 2008, Hải đã dùng thớt đánh vào mặt, dùng dao và ghế giết các nạn nhân. Đây là những vật chứng quan trọng mang dấu vết của tội phạm. Tuy nhiên, trên biên bản khám nghiệm tử thi cho thấy, việc Hồ Duy Hải dùng tay đánh vào mặt không tạo ra được những vết thương như mô tả. Tại phiên xét xử, đại diện hội đồng thẩm phán đặt vấn đề cơ quan điều tra không thu giữ được chiếc thớt và con dao, nhưng trong kết luận điều tra lại nêu là công cụ gây án. Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án truy xét. Trong quá trình điều tra, đã tập trung truy tìm vật sắc nhọn vì vết thương ở cổ nạn nhân nên không để ý tới thớt và ghế. Khám nghiệm hiện trường đã ghi nhận chụp ảnh những vật chứng này nhưng không được thu giữ. Cơ quan điều tra sau đó cho người mua những vật chứng này để bổ sung đưa vào hồ sơ vụ án. Đại diện hội đồng thẩm phán nêu câu hỏi việc cơ quan điều tra mua dao thớt ở chợ để coi là công cụ phạm tội thì căn cứ vào quy định nào. Điều tra viên giải thích việc mua dao thớt không phải xác định công cụ gây án mà mua để nhận dạng. Còn việc thu giữ ngoài làm công cụ nhận dạng thì còn chứng minh lời khai của bị cáo dùng thớt, dao, ghế tấn công nạn nhân, chứng minh tính khách quan lời khai và cơ quan điều tra không coi đây là công cụ gây án. Cũng theo điều tra viên, do lời khai của Hồ Duy Hải nhiều lần thay đổi về hình dạng con dao, chiếc thớt, nên cơ quan điều tra mới đưa các công cụ để nhận dạng. Trước câu hỏi, vì sao cơ quan điều tra lại không thu được dao thớt của tranh án Nguyễn Hòa Bình, điều tra viên giải thích, khám nghiệm cũng nhận định thớt và ghế là hung khí gây án, không xác định thớt và dao. Vì thế, khi khám nghiệm hiện trường cũng chỉ ghi nhận, không thu giữ. Tổ khám nghiệm cũng đi tìm dao nhưng không thấy. Sau khi bị bắt, Hồ Duy Hải khai đã rửa sạch dao và giấu vào vách tường. Khi bàn giao lại hiện trường, bưu điện cho người dọn dẹp, nhân chứng thu được dao nhưng sau đó đem đốt bỏ. Đại diện cơ quan điều tra nói rằng lời khai của nhân chứng chứng minh Hải trực tiếp có mặt tại hiện trường. Và Hải nếu như không phải người gây án, không thể biết được chi tiết này. Đây là nguồn chứng cứ quan trọng kết luận Hải phạm tội. Về cái thớt, điều tra viên cho rằng khi đó tập trung truy tìm vật sắc nhọn do nạn nhân có vết thương ở cổ nên không để ý tới thớt ghế. Một nội dung quan trọng khác trong kháng nghị cũng được hội đồng thẩm phán nêu rõ là tàn tro thu được tại nhà của Hồ Duy Hải thể hiện việc sau khi gây án, Hải đã đốt bỏ quần áo vật dụng có liên quan đến vụ án. Đại diện Viện Kiểm sát tối cao cho rằng tàn tro này là có thật nhưng chưa xác định liên quan nên không có giá trị chứng minh vì người nhà Hải khai Hải có thói quen đốt bỏ quần áo cũ. Điều tra viên phản bác quan điểm này bởi sau khi Hải khai, điều tra viên đã xuống hiện trường phát hiện hai đống tàn tro, có vật dụng còn cháy dở. Kết quả giám định trong tàn tro có thành phần vải và nhựa phù hợp với lời khai của Hải. Bên cạnh những bất cập về vật chứng, phiên tòa ngày 7 tháng 5 cũng chỉ ra thiếu chứng cứ chứng minh Hải có mặt tại hiện trường. Nhân chứng chỉ khai nhìn thấy một thanh niên, về thời gian cũng chỉ nói khoảng 19 giờ nhìn thấy. Nhân chứng Vũ Đình Thường nói nhìn thấy có ánh đèn màu sáng nhưng cũng không có căn cứ chứng minh Hải cầm điện thoại và bị anh Thường nhìn thấy. 7 dấu vân tay thu được tại hiện trường không có dấu vân tay của Hải. Điều tra viên cho rằng đó là do Hải đã rửa sạch nên làm trôi dấu vết. Sau khi chỉ ra một loạt sai phạm trong công tác điều tra vụ án, Viện Kiểm sát kháng nghị hủy bản án để điều tra lại. Tuy nhiên, vị đại diện Viện Kiểm sát cũng nhấn mạnh kháng nghị không khẳng định Hồ Duy Hải bị oan. Theo dự kiến, chiều ngày 8 tháng 5, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao sẽ ra phán quyết giám đốc thẩm đối với vụ án Hồ Duy Hải.